Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Xử nghiêm vụ FLC, Tân Hoàng Minh không có chuyện bắt chuột vỡ bình. Quý vị thân mến, ngày 28 tháng 4, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 4 vụ án trên 23 bị can, khởi tố mới 7 bị can trong 3 vụ án, khởi tố bổ sung tội danh 4 bị can trong 2 vụ án. Cụ thể, cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, trong đó có vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất bổ sung hai vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tại buổi họp báo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Đảng nhà nước tính toán rất kỹ lưỡng được gì, mất gì khi xử lý hoặc không xử lý các vụ án có liên quan đến doanh nghiệp lớn. Theo ông Yên, các hoạt động kinh tế, trong đó có tài chính, tín dụng ngân hàng, chứng khoán v.v. thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể là mục tiêu của cả thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Điều đó tạo nguồn lực, niềm tin để tất cả các chủ thể sẵn sàng đầu tư, cũng như quyền lợi của các bên được bảo đảm. Cho nên, việc điều tra, xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến lĩnh vực này là cần thiết và hoàn toàn có lợi. Tất nhiên, không thể tránh được tác động nào đó, ông Yên nói. Song theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan chức năng đã có chủ trương, biện pháp, giải pháp sao cho các doanh nghiệp có ông chủ liên quan đến vụ án vẫn hoạt động bình thường. Trước việc điều tra xử lý nghiêm sai phạm trong vụ án xảy ra tại FLC, Tân Hoàng Minh, ông Yên khẳng định không có chuyện bắt chuột vỡ bình. Sai đến đâu sẽ xử đến đó, sự việc có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, mà đã khởi tố thì phải điều tra, đã điều tra là phải truy tố và xét xử. Chúng ta đã nhất quán nguyên tắc chỉ đạo, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và hoàn toàn không chịu sự tác động không đúng của bất cứ cơ quan, tổ chức, lực lượng có thẩm quyền nào, ông Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh. Trao đổi thêm về vấn đề này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh việc xử lý những hành vi vi phạm trong các vụ án là đúng quy định của pháp luật. Mục đích của việc xử lý vi phạm như vậy là làm lành mạnh thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ông Học nói. Theo ông Học, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, có ý kiến cho hay, vừa qua trên thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là ảo, bị đẩy giá, không phản ánh đúng giá trị thực. Việc xử lý nhằm đưa thị trường này về đúng giá trị thực của nó và đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi công dân tham gia vào hoạt động này, ông Nguyễn Thái Học khẳng định, các hoạt động của các doanh nghiệp được bảo đảm, tức là sai đến đâu xử lý đến đó, ai sai thì xử lý. Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á sắp hầu tòa vụ án thứ ba. Kính thưa quý vị, dự kiến ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DAB cùng 9 bị can trong vụ thất thoát 184 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày do thẩm phán Trần Thị Tâm làm chủ tọa, 7 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và nguyên đơn dân sự. Theo cáo buộc, từ năm 2007 đến năm 2014, công ty An Phát, địa chỉ tại huyện Mê Linh, do bị can Phan Thúy Mai làm giám đốc đã nhiều lần vay vốn ngân hàng DAB chi nhánh Hà Nội. Viện kiểm sát cho rằng, trong quá trình thực hiện cấp tín dụng cho công ty An Phát, một số lãnh đạo hội sở và cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội có nhiều vi phạm về quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, hợp thức hóa hồ sơ tín dụng, cấp tín dụng khi chưa đủ điều kiện. Những sai phạm trên gây thiệt hại cho nhiều cổ đông công ty An Phát. Do đó, bà Trương Kim Bích, thành viên hội đồng quản trị công ty, gửi đơn đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Phan Thúy Mai và nhóm cán bộ DAB. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội xác định, bị can Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để vận động tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để công ty An Phát được giải ngân khoản tín dụng.
bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay, sử dụng biên bản hợp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Ông Trương Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giúp Mai vay tiền vì không muốn công ty An Phát đảo nợ cũ, tránh cho DAB tăng nợ xấu. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến giúp Mai vì có quan hệ và chính Xuyến gấp 5% cổ phần vào công ty An Phát để đầu tư dự án đồi 79 mùa xuân. Ngoài ra, cơ quan truy tố cho rằng trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của ngân hàng DAB, nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB. Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình để nàng Mai giúp nữ doanh nhân này vay tiền. Hợp đồng vay vàng khống đang được cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong vụ án khác. Nhóm cán bộ DAB chi nhánh Hà Nội biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình và Xuyến. Khi được hai lãnh đạo yêu cầu tạo điều kiện cho Mai, nhóm này đã giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo. Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho ngân hàng DAB số tiền hơn 184 tỷ đồng. Đẩy mạnh thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng. Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin công tác tư pháp quý 1 năm 2022. Theo Bộ Tư pháp, về thi hành án tín dụng ngân hàng, công tác tư pháp đã thi hành xong gần 2.500 việc, với hơn 11.000 tỷ đồng. Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã thi hành xong 715 việc, tương ứng với hơn 9.000 tỷ đồng. Đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc với gần 35.000 tỷ đồng. Trong quý 2 năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2022, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, chủ động tích cực tổ chức thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp đã tham mưu chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tổ chức thành công phiên họp thứ nhất của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương tại trụ sở Chính phủ, tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch kiểm tra năm 2022 của Hội đồng và tập trung phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua. Tại buổi họp báo, Bộ Tư pháp trả lời một số câu hỏi của cơ quan báo chí liên quan đến đề xuất đấu giá biển số xe của Bộ Công an. Theo đại diện Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp, xét về góc độ luật pháp, việc đấu giá biển số xe hiện không có vướng mắc vì luật đấu giá tài sản đã quy định rõ. Đối với vấn đề chuyển nhượng biển số xe sau khi trúng đấu giá được nhiều người dân quan tâm, theo đại diện Cục Bổ trợ Tư pháp cho biết, điều này đang được xem xét và Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo về việc đấu giá biển số xe. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào các quy định của luật hiện hành, Bộ Công an sẽ xem xét đến quyền của người trúng đấu giá biển số xe. Nổ cán bộ VIP lừa xuất khẩu lao động, cưỡng gần 30 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lại Thị Vân, sinh năm 1980, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, và bị cáo Phạm Bá Trạc, sinh năm 1959, ở quận Hà Đông, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 4 năm 2020, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của nhiều bị hại tố cáo Vân và Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ xuất khẩu lao động tại Australia. Tiến hành điều tra, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2017, Vân và Trạc dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Australia, nhưng đưa ra thông tin gian dối với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vân nói dối về việc chị ta có thâm niên làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, còn Trạc mạo nhận anh ta là cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước nên có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Australia. Sau khi tự đưa ra các thông tin gian dối, Vân và Trạc cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Australia sẽ được lao động từ 2 đến 4 năm với mức lương từ 3.000 đến 4.000 đô một tháng. Và người có nhu cầu đi lao động phải nộp tiền phí từ 5.000 đến 30.000 đô một người, tùy vào từng công việc. Cả Vân và Trạc đều hứa hẹn
sau khi mỗi người nộp tiền cọc là từ 2.000 đến 10.000 đô. Trong thời gian khoảng 3 tháng, người lao động được xuất cảnh sang Australia lao động và khi đó họ mới phải nộp nốt số tiền còn lại. Trước sự hứa hẹn của Vân và Trạc, các bị hại ở nhiều tỉnh thành phố đã nộp trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho Vân, Trạc để nhờ làm thủ tục cho họ hoặc cho người thân của họ để xuất khẩu lao động tại Australia. Nhận tiền xong, Vân và Trạc tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe, học tiếng Anh. Sau đó, người lao động được Vân và Trạc đưa đến phố Lò Đúc, Hà Nội làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh để làm visa. Kết quả điều tra xác định, những việc làm trên của Vân và Trạc chỉ để lừa người lao động nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của họ. Thực tế thì Vân và Trạc không làm thủ tục gì để đưa người lao động đi xuất khẩu lao động tại Australia. Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền. Lúc này, Vân và Trạc đã viết cam kết, hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho họ, nhưng sau đó bỏ trốn và chiếm đoạt tiền của người lao động. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 11 tháng 7 năm 2020, Trạc đến cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Vân bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, Vân và Trạc thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng. Các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án yêu cầu Vân và Trạc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của họ. Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố cho biết, liên quan đến hành vi lừa đảo của hai bị cáo Vân và Trạc, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông vừa chuyển hồ sơ vụ lừa đảo 34 bị hại ở tỉnh Hải Dương đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Vì thế, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả hồ sơ vụ án này để sáp nhập vào vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông vừa chuyển hồ sơ. Ngoài ra, hai bị cáo Vân và Trạc còn khai thêm, ngoài những bị hại đã có tên trong hồ sơ vụ án, còn hai bị hại ở tỉnh Nghệ An trong vụ án lừa đảo 97 người lao động mà tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sáng nay. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử tuyên bố trả hồ sơ vụ án này để sáp nhập hai vụ án vào nhau. Hội đồng xét xử cũng đề nghị viện kiểm sát ghi nhận thêm hai bị hại khác để đưa vào hồ sơ vụ án mà các bị cáo đã khai thêm trong quá trình xét xử.